Wait, what? What happened? Cái gì vậy? Ôi giời ơi. Ôi giời. Chơi game hay quá vậy Trang. Ơ kìa. Con mẹ nó mãi nó không giết được tôi đâu mẹ game. Tự nhiên thấy nó biến mất luôn mọi người ạ. À. Hay là nó mất điện đấy. Trong. Mẹ. Ôi giời ơi. Thanh niên. Thất vọng. Thất vọng. Này chắc chắn là tôi chơi hay rồi. Không thể nào con killer này nó mất điện được. Wow. Mẹ nếu mà nó mất điện đi thì pha đó ví dụ như nó chém gục tôi, nó khiêng tôi, nó treo tôi thì chắc chắn là nó còn chấp nhận được. Còn cái này nó bị tôi dắt nãy giờ tôi còn chưa gục là chắc chắn là tôi pro quá, nó cứu rồi, nó out game. Không để nào sai được. Hiển nhiên rồi, rõ ràng rồi. Quá là hiển nhiên và rõ ràng luôn rồi quý vị. Đúng rồi. Chật thế đéo lò lượt lửa. Tự thấy mình, tự nhiên thấy mình quá pro. Ôi ôi, ảo ma Lazada đấy. Được được. Chiêu này cũng khá ngon đấy. Chiêu này chắc là mang theo cái chiêu của ông già Unbreakable ngon này. Unbreakable là cái chiêu này recover nhanh. Mang theo chiêu này lại hợp quá. Tháng này có định chơi game mới không? Tháng này có game gì mới hay đâu để chơi. Ờ kìa. May quá, nó được con mách. Hả? Thằng đã nó được con mách, tại sao? Tại sao? Được con mách cơ mà. Hoài vậy? Lại chúa, I swear to the god, mày còn dí tao nữa thì tới còn chuyện luôn á. Năm máy đó bạn. Oh wow, cái chém còn không biết không. Trời, nó chém tôi xong bỏ đi luôn kìa. Mẹ thất vọng không. Chém tôi xong cái nó quay đầu bỏ luôn. Xong tôi chợt nhớ, ủa luôn má con này hồi nãy dắt mình, mẹ mình bị nó dắt hai mái nè. Thôi đi kiếm đứa khác ngon hơn. Đồng đội tôi đâu hết rồi. Sắp tới bọn killer bọn nó sẽ đạp mái rất là thường xuyên đó, nên ra là lấy mấy cái kill như là khóa mái chẳng hạn này, blast mái các thứ đồ, sẽ làm cho bọn killer kiểu bị bớt mạnh đi ấy. Con thỏ hả? Sao giọng Ngân nghe lạ thế? Giọng cao vãi trưởng. Ủa đâu còn. Ê đúng má, hot girl giọng trầm của tôi sao bây giờ giọng cao thế? Ui dồi ôi, nạp cà. Ai nồi đứng nạp cà. Yêu. Chắc là hình như một phần con này nó mang, nó mua skill ấy. Chắc skill này là skill legendary ấy, nên ra nó làm cái tiếng của con này khác đi luôn ấy. Anh em thấy cái tóc của nó mẹ bốc bốc khói không? Ờ, do cái skill của con này là skill legendary ấy. Mà giọng thanh mà, giọng cao vãi. Nghe kiểu giọng này đi ca thì thành ca sĩ con mẹ luôn. Chắc chắn là ca hay hơn Chibu à.
rõ ràng. Tôi không biết là ca hay hơn ai, nhưng chắc chắn là ca hay hơn Chibo rồi đấy. Chắc chắn là ca hay hơn Chibo câu rồi. Khổ thần, có tài năng để đi làm ca sĩ nhưng mà đại làm xác nhân choáng. AFK kiểu gì mà tự động đánh là sao vậy? Cái này chắc là bọn nó dùng phần mềm gì rồi, hoặc là bọn nó kiểu bọn nó cấm ấy. Mấy ông mẹ chưa biết hồi xưa bọn chơi Võ Lâm Truyền Kỳ hoặc là bọn chơi game treo mái là bọn nó mẹ cấm cái cây tâm vào, cấm cây tâm vào con chuột à, là nó sẽ auto chém ấy. Rồi dở không biết mấy cái trò này cấm tâm ấy. Hồi xưa bọn chơi MMO bọn nó cày cuốc là bọn nó cày cái kiểu đấy này. Bọn mà không dùng phần mềm thứ ba, không dùng mấy cái phần mềm auto ấy thì bọn nó sẽ cấm chuột như thế này. Rồi chàng gành lắm mấy cái này. Hồi xưa tôi thì không dùng cái tịch kỹ cấm tâm này vào, nhưng mà tôi biết kiểu vậy ra ngoài tìm net thì gặp mấy ông cấm tâm này hoài gì. Đặc biệt là mấy ông chơi mấy cái trò như là Võ Lâm Truyền Kỳ hoặc là Thiên Long Bát Bộ gì đấy, hoặc là chơi MU ấy. Ôi dồi ôi, hay luôn. Huyền thoại ấy đi. Bà này chạy xa thật sự, bà này chắc cũng rén cái vụ no one ấy, nên ra kiểu bị chém xong chạy xa lại. Phòng cái trường hợp mà mẹ bọn này sửa máy xong kích cái no one lên thì chết cả hai. Em kiểu gì cũng được mọi người, em bánh bèo cũng được, em kiểu em nam tính cũng được, em ngầu lòi cũng được, em kiểu giới tính của em nó linh hoạt lắm. Kiểu em có thể bánh bèo, em có thể xà vào lòng của mấy anh mà em làm nũng, nhưng mà em cũng có thể trở thành một kiểu xoáy tỉ để có thể các chị có thể dựa vào, hiểu không? Em kiểu gì cũng được, miễn là em tìm được đúng đối tượng, đúng không? Kiểu gì cũng xà ấy, hiểu không? Giới tính của em nó đa dạng đó mọi người, kiểu gì cũng làm được, chơi kiểu gì cũng được á. Linh hoạt lắm, em đa di năng lắm. Thời nào mà nghe lại bà thỏ, nhưng mà bà thỏ này chắc chắn là không AFK. Thỏ này ngáo lắm các bạn. Ui giời, thỏ này không có skin. Ui giời, khinh chê. Ê, lại là con phù thủy nữa này. Lại Sora này phải không? Con phù thủy này ván trước phải không nhờ? Có phải Sora ván trước không ta? Trông giống lắm ý. Lấy thêm rồi. Để tôi chạy ra đây làm kiểu nó thấy tôi, nó gục tôi. Phải, đúng rồi. Let's go. Má lừa nó mà nó không ném vào cửa sổ à. Ngáo mẹ luôn. Không chắc tử luôn á. Khôn đấy. Trời, khôn đấy biết chắc tử luôn kìa. Khét. Sợ thế. Chị thỏ chết chơi cỏ. Ui. Ôi bà ơi, bà làm gì thế? À, mẹ mà không sao tôi mất dấu nó rồi. Mẹ, chúng mày chết chứ đéo phải là tao. Ui rồi lại còn gỡ cái ghét giả đấy. Chúng mày chết đấy, đéo phải là tao rồi. Ui, hiu. Quay. Cái đầu lâu ở trên đấy kìa. Cái đầu lâu đó tỷ lệ cao tí nào. Nó mà có ngoan no one, cái đầu lâu kiểu đấy nhiều khi bọn nó sẽ miss ấy. Tại vì bọn nó thường thì bọn nó tìm đầu lâu ở dưới đất không à. Chẳng bao giờ bọn nó lên trên đó bọn nó tìm đâu. Nên ra tí nữa tôi sửa xong cái máy này tôi chạy lại tôi gỡ luôn. Đêm dài lắm mộng. Em lại thích kiểu bà tóc vàng trong Silent Hill, phải liền gu em mặn nha em. Ơ à, ui no one thật nè. No one thật nè mọi người. Hồi nãy đây là đầu lâu bình thường nhá, nhưng mà sửa máy xong thì cái này nó lại sáng lên. Ôi trời, chắc chắn là no one rồi. Sai thì đéo nào được bạn ơi. Ui rồi phùm luôn. Mẹ thất vọng. Mất mẹ cái no one. Tiên tri vãi nồi luôn. Mẹ người đàn bà tiên tri. Ê
ơi, cái quả ảo ma thật sự luôn, phi thẳng lên, đó là nô quan thật. Mẹ tùy chi thật sự. Đây rồi. Yêu mày. Trong một vòng nữa nào bạn ơi. Kìa boy. Ok. Qua đây. Làm trò đấy. Đi qua đây tuôn ván nào. À đã ván rồi. Hãy phiêu đây. Ôi trời ơi tuyệt vời. Phải nồi để... Ê cái pha đó là không biết tôi trong tủ đâu. Cái pha đó là định lấy thêm rìu đấy. Nhưng mà mẹ lấy ngay cái tủ mẹ. Ném nè mẹ ném. Ui giời. Ây da phát nữa bạn ơi. Ui cái gì đấy bạn ơi, trời ơi. Cái gì thế này. Hét đun chắc luôn. Ui dồi ôi. Hack Retribution, cái hack này là hack của lão mẹ cao bồi này. Nhưng mà tôi quên mất là cái hack này có cái gì. Nghe như một cuộc chiến ấy, đúng mà. Không phải hack giả đâu, chắc chắn. Rõ ràng. Không phải là hack rune. Mẹ, chắc chắn là undying rồi. Thằng này mang lại 4 cái hack luôn à. Một cái hack rune này, một cái Retribution này. Chắc là mang cả cái undying nữa. Mẹ tham tôi đi tìm hack này. Đau đầu á. Đau đầu. Uống Panadol nha chị. Ôi ôi. Ôi trời, như một cuốn sách luôn. Trời. Mẹ. Nó có đẳng cấp quá không? Xoay 360 liền. Ráng sửa xong cái máy này coi. Tiền này nãy giờ no hope vậy. Cái gì vậy trời. Mẹ bà ơi. Bà bị sự mẹ, bà bị treo hai lần rồi đấy. Trời ơi. Thiệt luôn không biết nói gì với bà két này. Bà két này lên dễ rồi đó. Nó vẫn còn cam cái máy này sao ý. Hai can nồi. Holy fuck giật mình. Gì vậy bà. Có phải tưởng được con kia. Được rồi chị. Được rồi. Đừng có gửi em nữa. Còn ok. 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 Mất dấu rồi. Cái người cần xin cái này chắc là tôi chết quá. Mẹ gì đéo gì mà chắc nhanh thế. Khác đéo gì cái chiều của con Sadako đâu. Somebody. Có ai không? Help me. Má tôi dắt đái mẹ ra quần rồi bọn nó sửa được đúng máy. Hay lắm. Cứu em anh. Chúi hẳn. Mẹ tôi chúi hẳn mà.
tôi chúi hẳn cái đầu vào trong háng của ông leader chồng. Mở cửa bạn ơi. À, không có cảnh quan luôn chồng. Ông kia làm gì đấy? Phải cái nồi cái gì đấy? Trưởng thế mà bóc được kìa ông mà. Treo thì đéo được mà treo. Mẹ ngon ăn lắm. Thử ngon ăn lắm. Nhúng. Mẹ trông quạo thật sự. Nhúng lại còn gọi đèn pin vô mặt. Toxic quá.